Hợp xạ bây giờ mình không có ra thăm đồng lúa lên cao chứ nha các bạn. Mình ra thăm thấy con lúa xạ đợt hổm giờ lên cao chưa. Lúa con ta không nha các bạn, chứ không phải lúa mình nha các bạn. Này cũng chiều các bạn, mới tưới vườn xong. Nay lúa lên cao nè các bạn. Thủ máy mắc bơm nước hoài vậy các bạn, nó rịn vô. Lúa này cũng im quá, điều gan các bạn ơi. Cũng dày lắm á. Mé này thì nó ngập nước. Cái này cũng đều lắm các bạn ơi. Này cũng có lúa nhóc trơn nghe mấy bạn, mà tại nó đóng cái phèn. Máy mà đặt trực chỉ bơm nước các bạn. Đấy, hồi lại đặng quay cho bạn xem ha. Này đất này thấp các bạn ơi, nước định vô hoài bơm không. Không gà gì mất bơm á Khánh. Dạ, nó lên bơm luôn. Nước định vậy đó hả? Để cho vô lấy ngót các bạn ơi, bơm ra xịt chút cỏ để ra kinh nửa tháng chưa đã lúa. Điệt quá các bạn ơi, im quá. Bây giờ hết ruộng rồi các bạn ơi, vườn lên vườn trơn. Này cũng con ta lâu lâu cũng ghiền ra quay được chơi. Này cũng chiều rồi. Chiều tối không? Tưởng con nước định vô một hồi, không phải các bạn ơi. Cho vô lấy ngót ra ngoài xịt thuốc cỏ nè các bạn. Này xịt hơi trễ, này hỏi nó xạ 10 bữa rồi mấy bạn ơi. Chỗ này hổm mình quay cá chết lẹn cho mấy bạn. Xịt thuốc ốc á, hổm xịt thuốc ốc. Giáo hổm mình khúc sau tắt tiếng là nó cao kê gum cho mấy bạn ơi, dính. Tắt tiếng không có lòng, không vô tiếng không vô mấy bạn ơi. Kinh này hở cái mương này hổm là cá chết lẹn. Chết hết cá luôn mấy bạn giờ. Lặng thinh luôn. Có điều quá bạn ơi, xem nó ham quá. Cái này nó cũng ca nhạc gum cho mà ngặt cái tiếng máy nó lướt mấy bạn. Hồi mình qua bên kia mình quay cái miếng mà đất bông chuột không cho chuột vô nè mấy bạn. Dữ lắm chuột luôn các bạn ơi. Có bên đó đó. Hồi qua bển quay cho các bạn xem ha. Tới cái miếng mà lúa xạ bên đây nè mấy bạn. Nó bông cao su không cho chuột vô nè. Miếng này nó gò quá trời gò. Bông cao su mà sao không chịu đặt lợp. Bông su mà mấy bạn đặt mấy cái lợp đầu gốc này nha, nó chạy theo đường này nè, bắt đầu có cái lỗ nó vô lắm. Này không chịu đặt lợp hết. Đây trong đó mấy cái vườn là nó ta trồng mặn rồi mấy vườn tạp đồ này nọ nó mấy bạn, chuột chứ lắm chuột. Gà nó ăn miếng lúa này quá trời luôn, bởi vì nó miếng bông cái su nè các bạn. Của mình mỗi lần cũng bông cao su lúc mà mình còn ruộng đó các bạn. Bông cao su rồi mình đặt 4-5 cái lợp sắt mấy bạn, khoét cái lỗ mình đặt. Trời ơi sáng đi ra ha, cái nào cũng dính mấy chục con hết trơn.
chạy theo mà ba cái lưới ba cái xu này nó vô chú lợp. Buổi sáng bắt đầu cái nó cỡ 5 giờ bắt đầu nó đi ra chạy vòng vòng nó mắc kẹt cái xu ra không được, rồi mình cũng đặt về cái lợp cái chạy vòng vòng cái nó có cái lỗ cái nó ra dính nhóc hết trơn bạn ơi. Lúa nhỏ này nó vô là nó ra nha các bạn, còn mà thứ mà có chỗ còn nó vô được mà bắt đầu nó ở trống luôn, tao bông dữ lắm nhiều luôn bạn ơi, tốt bên kia luôn, miếng này bự lắm bông. Bên này đất lung có nước, có nước không có bông nữa bạn ơi. Bông vòng 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 nó quay cho bạn xem dữ lắm luôn, xa luôn, bông to hơi rung nha các bạn, thông cảm mình ha. Muốn bông tới đây không bông tuốt đẳng nó ác mà. Biệt ngàn mệnh luôn. Không tới đó. Còn khu này không có bông nữa bạn ơi. Rồi quý giáo Phương Hồng có lộn nha quý vị và các bạn. Quý giáo Tống Văn Phương quay cho anh em bạn bè xem vui. Clip mình tới đây cũng xin kết thúc nha quý vị và các bạn. Tại mình hai kênh mình có nói lộn hoài các bạn ơi. Chiều cũng ra đồng tham quan được chơi, quay cho anh em bạn bè xem vui ha. Mạ non nha mấy bạn. Rồi chào cô bác anh chị em và các bạn, hẹn lại clip kế tiếp ha. Em nào thấy thích Tống Phương thì vô kênh mình thì xem bấm đăng ký ủng hộ mình ha, cho mình like ha, nhấn chuông kế bên nhận được video mới nha quý vị và các bạn. Rồi xin chào quý vị và các bạn ha.